Xin chào các bác. Các bác đang xem kênh xe đạp thể thao Văn Xe Đẹp. Bên em có địa chỉ tại chợ Bến, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ạ. Số điện thoại của em là 0388 409 824 các bác nhé. Số điện thoại của em thì đăng ký cả Zalo và Facebook ạ. Số điện thoại và địa chỉ em đang ghi trên màn hình các bác nhé. Hôm nay em về được 6 chiếc xe đạp các bác nhé. 4 thùng. Được em mua tuyển chọn nó đấu giá từ bên thị trường Nhật về các bác nhé. Xe thì đã qua sử dụng. Cam kết cho các bác là hàng chính hãng 100% em mua từ Nhật về các bác nhé. Các bác cần thêm hình ảnh thông tin xe bên Nhật thì em gửi thêm cho các bác nhé. Bác nào mà ở gần thì em cũng xin mời các bác đến nhà em xem xe, trải nghiệm thực tế các bác nhé. Hôm nay giờ em lên sóng quy thùng để giới thiệu các bác. Bác nào mà ưng chiếc nào thì alo cho em nhé. Hoặc cần hình ảnh thông tin gì thì em gửi thêm cho các bác nhé, qua Zalo nhé. Các bác xem kênh em nó hơi nâu, video nó hơi nâu thì các bác thông cảm nhé. Này là 6 chiếc nhưng mà khi cùng nó hơi nâu. Các bác nào mà không đợi được thì có thể tua đi quá. Để thể các bác nào mà đang xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì em xin mời các bác đăng ký kênh của em nhé. Hai thùng này là mỗi thùng một con. Này là bị bên sân bay người ta kiểm tra. Nên là bị gạch ta trước một là hai cái khung này thì bắt đầu nguyên xin bên Nhật phải quá nhé. Một là kiểm tra, hai là gọi là người ta ghép hàng, bên vận chuyển người ta ghép hàng của người khác vào thùng của em, chúng ta chắc như thế đấy. Còn không thì gọi là bên vận chuyển hàng hóa người ta đi kiểm tra nó nhé. Để cam kết hàng chính hãng 100% cho bên Bắc. Tiên em quy trình trước này các bác nhé. Bác nào ưng chiếc nào thì alo cho em nhé. Vành là vành Shimano RS. Vành vành Shimano RS các bác nhé. Shimano này. Yên này, yên Bronogo. Yên Bronogo các bác nhé. Cọc yên là ITM của Ý. Yên theo xe có cái đèn này. Đèn này hết pin này. Bác về các bác phải sạc vào nhé. Gọn nước bê đan đầy các bác nhé. Thank you.
bác chốt xe thì các bác nghiên cứu kỹ các bác nhé. Các bác ưng xe để tính tiền mình mua xe, chiếc xe nào thì các bác đi mua các bác nhé, các bác đặt cọc nhé. Không là nhiều, rất là nhiều bác là mua theo cảm hứng, mua được ngày hai ngày các bác điện lại mà không lấy được xe, không nhà có việc không lấy được, rất là mất thời gian của em các bác nhé. Mỗi lần em đóng một con xe như thế này rất là mất thời gian, mấy tiếng đồng hồ em gửi đi. Con này con Bosnia các bác nhé, con này chia của Ý. Các bác mà đi xe cổ á, các bác chạy xe cổ nó rất là nhiều những cái dòng xe cổ là có cái thương hiệu Bosnia là của Ý này các bác nhé. Bosnia, những cái dòng xe cổ nó rất là nhiều, thương hiệu của Ý đến từ Ý các bác nhé. Đây, có chữ ký này, có chữ ký của chủ cũ luôn. Bosnia. Carbon, cái dòng Bosnia này thì chắc là xa lạ, nhưng mà dòng xe cổ này thì rất là nhiều nhiều xe các bác nhé. Dòng xe cổ đắt tiền, này dây thăng sườn hết. Các bác mua xe thì các bác phải nghiên cứu tài chính của mình trước xem là có đủ tài chính không, và có ưng cái xe đấy thật sự không. Nhưng mà nhiều lúc là em ship xe đi rất là mất thời gian của em, đóng một con xe này kỹ đúng như thế này, kỹ hơn như thế này thôi, mấy tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ. Các bác cọc em được 1 triệu thì cũng còn đủ cái tiền ship thôi. Cái xe vận chuyển đi vận chuyển lại này nó không tốt. Trước khi các bác mua một món đồ gì đấy, các bác phải nghiên cứu kỹ. Chia chất mới luôn bác nhé. Phun đồ 1.5, 5.800 hết. Chưa có xước sát thì các bác nhé, rất là mới luôn. Chưa thấy vết xước này. Con này thì khung càng của nó là khung carbon hết rồi các bác nhé, rất là mới. Rồi ăn. Dây cuốn là của ITM luôn, đang còn rất là mới và đẹp. Dây cuốn đang còn đẹp các bác nhé, chưa có bị xước. Xe này thì em nhìn thì tình trạng đang rất là mới, rất là ít đi thôi. Hai phần tay nắp là cũng chưa có xước sát gì hết. Cực kỳ nhẹ các bác nhé. Xe rất là nhẹ thôi. Chưa có vết xước rồi, như mới rồi các bác nhé. Một mình chia. Các bác mà đi check cái BNC nhiều rồi thì thay đổi thương hiệu đi một chút cho nó mới lạ các bác nhé, không bị gọi là đụng hàng với nhiều bác. Cái dòng thương hiệu không có một cái xước nào các bác, em đi xe mới luôn, mới tinh luôn các bác nhé. Đây, đây.
giới thiệu của bác con này là con Boxing Chiêng, đến từ thương hiệu của Ý các bác nhé, thương hiệu của Ý. Đấy, Boxing Chiêng rất là nhiều chữ các bác nhé, rất là nhiều chữ, có chữ ký này, có chữ ký, chữ ký Hadi Boxing Chiêng rất là màu mè các bác nhé. Đây, hai bên này rất là mới các bác nhé, chạy cấu hình là khung càng carbon, phun carbon hết nhé, không cần phun carbon hết các bác nhé. Ở đây cái phần này, cái này nó không phải là xước sơn các bác nhé, gọi là cái phần tem ngoài thôi các bác nhé, xước tí tẹo thôi các bác nhé. Cái này là nó chữa đây là sơn đen, còn cái này là gọi là cái phần tem ngoài thôi. Đấy, nó chưa ăn vào xước sơn, rất là mới, không có xước sắt gì luôn, như xe mới luôn các bác nhé. Tay nắp này không có xước sắt gì luôn. Đấy, em đo size các bác tham khảo nhé, cho nó chạy cao bằng Shimano RS. Con này size bé, con này size 50 các bác nhé, ngang 50, đứng 43, thì có 47. Đấy, bác là cứ cao lên quanh tầm 1m85, 1m89 trở lên là đi được rồi các bác nhé. Đấy, cô tăng này còn nóng lắm. Đấy, xe cực kỳ mới luôn. Đấy, cũng gần như không có xước sắt, thì gọi là cái vết này là gọi xước lông mèo tí thôi chứ không phải là xước ăn xương các bác nhé, âm xương toàn bộ hết. Bây giờ ăn có thể đủ các bác nhé, có làm kết thì ăn nó cho em, có xuống kẻ nó ghi trên màn hình nhé. Chiếc tiếp theo các bác nhé, Durac C35 3.5. Vành carbon mái nhôm các bác nhé, vành chỗ này là carbon này, cái mái này mái nhôm. Đấy, cái này nó dùng vỏ rột rời các bác nhé, vỏ rột rời. Đây, cái này có gì nhỉ, xe có nằm đây là vạch sau các bác nhé, đu lắm. Cái này là đu lắp 9.000 các bác nhé, bản dày 3.5, đu lắp 9.000. Cái này nó chạy bạc đạn rồi các bác nhé, chạy bạc đạn. Đấy, này là carbon này, má này má nhôm đang rất là mới các bác nhé. Đây, rất là mới, nó đang còn là điểm giới hạn, nó đang rất là sâu. Vành cấp, vành carbon má nhôm, cái này là vỏ rời các bác nhé. Đu rắc 9.000. Đây là yên không có nào nhỉ, yên Physic, yên rất là đẹp và có mới các bác nhé, cọc yên Binazeno, khả năng con này là Binazeno rồi, yên Physic sản xuất tại Ý luôn các bác nhé, hàng made Italia này, Ý luôn, khả năng con này chắc là Binazeno, giấy tờ của xe các bác nhé, giấy tờ của xe là gì, có gọng nước, veda đầy đủ các bác nhé, gọng nước này, con này có hai gọng nước. Hai gọng nước chắc khả năng em lấy được một gọng các bác nhé. Này là hai gọng nước. Giá thì các bác yên tâm, bên em thì các bác yên tâm các bác nhé. Chính tay em mua, không qua một ai nào các bác nhé. Đây là giá cực kỳ tốt cho các bác yên tâm. Con này khả năng con Binazeno rồi. Đúng rồi, con này còn 3 Binazeno các bác nhé. Binazeno con này rất là đẹp.
Chạy tô hình Durac 9000 các bác nhé. Màu cực đẹp luôn các bác nhé. Con này con Vinazeno. Vinazeno là thương hiệu đến từ Ý các bác nhé. Thương hiệu của Ý. Khi làm Vinazeno được thì các bác không bạn không còn sẵn lại đây các bác nhé. Xe này là chính hãng các bác nhé, không phải là hàng fake các bác nhé, nhưng các bác yên tâm. Vinazeno BNC bây giờ cũng nhái rất là nhiều. Đấy, đùi R9000 các bác nhé, không có một vết xước như mới luôn. Như mới luôn các bác nhé. Như xe mới luôn, đùi mới tinh. Con này như em nhớ là con này chạy vô hình full bộ tắc 9000 hết phải này. Con này em mua cũng đâu đâu rồi. Vinazeno, chỗ này có từ Vinazeno khắc trên khung này các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhám này, Vinazeno trên này. Các bác phải lại gần mới nhìn thấy rõ. Đấy. Rất là mới luôn. Bên kia nó đóng rất là kỹ nên là mỗi lần mà tháo ra thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà phải đóng kỹ vậy. Chứ mấy lần trước này về em mẹ đóng hai con một thùng bị xước nên là rất là tiếc luôn, nên là lần này em bắt là phải đóng cẩn thận kỹ cho em. Các bác xem video mà thời gian video nó lâu quá thì các bác có thể tua đi nhá, đến cái đoạn là gần cuối cùng, rất là mới các bác nhé. Vinazeno cái này nó lộ vân carbon hết các bác nhé, chủ cũ rất là kỹ này, người ta dán cả mấy cái miếng dán gọi là chống xước các bác nhé, có dán này các bác nhé, chủ cũ rất là kỹ luôn, có chữ ký đây này. Người Nhật người ta rất là kỹ tính các bác nhé, chủ kỹ luôn. Tem OCG đầy đủ các bác nhé. Con này có nó có cái tem Vinazeno ở đấy rất là đẹp các bác nhé. Các bác nhìn này, nó dập chìm ở trong này nhé. Bác phải lại gần mới nhìn rõ. Cả đây nó này rất là đẹp luôn. Nó không nổi hẳn, nó không nổi như cái từ Vinazeno như này các bác nhé. Này, sơn nhám này. Sơn nhám một cái từ Vinazeno rất là đẹp. Khóa của kia cũng là Vinazeno luôn. Rất là mới các bác nhé, cực kỳ mới luôn. Số mình thì tương đối ok. Cái thằng 9000 này với thằng 9001 là được rất là nhiều bác đánh giá. Cái thằng 9000 này nó bền hơn các bác nhé. 9001 thì nó cao đời hơn nhưng mà người đánh giá thì nó bền hơn các bác nhé. Và nó lại màu bạc anh nhìn rất là đẹp. Này lộ vân carbon hết. Lộ hoàn toàn vân carbon các bác nhé. Con này Vinazeno Fit. Không có model là Fit các bác nhé. Này nó đời ra 16 thì 7 gì đấy. Xích là xích cũng của Durac luôn các bác nhé, xích cực rỡ. Xích là hát tí không một được phải. Chủ người ta dán hết mấy cái miếng chống xước đây các bác nhé. Dán hết luôn, cực kỳ kỹ luôn. Và những cái chỗ này người ta dán hết này, để mới tinh các bác nhé, như là không có vết xước rồi các bác nhé, mới tinh luôn. Đồ rắc vết xước rồi luôn. Cái này chắc là xoay bé rồi các bác nhé, em nhìn cái xe này chắc xoay bé.
ta cũng không có được trước này. Đây nắp của thùng rắc luôn. Ghi đông 3T các bác nhé. Cái này là nhôm, ghi đông cô tăng 3T, nhôm một tí các bác nhé. Có cái gương chiếu hậu này. Tay nắp bên này có xước tí tẹo mà các bác nhé. Nửa cái hạt đạo này, tí tẹo luôn. Không đáng kể. Xước tí cái phần này thôi. Này chắc người ta dựa tường xước tí. Siêu nhẹ luôn các bác nhé, Binazino siêu nhẹ fit, chủ nó rất kỹ này, người ta dán hết luôn, dán cái miếng chống xước luôn này, toàn xe luôn các bác nhé, gần như mới luôn, không càng em chưa thấy một vết xước nào luôn. Cả bộ group thì mỗi tí xước nhẹ cái phần tay nắp thôi, người ta đi chắc người ta dựa tường xước nhẹ tí. Không có một vết xước nào. Em giới thiệu các bác nhé, con này là con Binazino, có model là Fit các bác nhé, có chữ ký này, chữ ký Fit đây. Xe thì rất là nhẹ, siêu nhẹ luôn các bác nhé, cực kỳ nhẹ luôn, không có một vết xước nào. Ngoài cái phần tay nắp này xước tí tẹo đầy các bác nhé, bên này cũng xước tí tẹo thôi. Đo size cho bác tham khảo đây, quay hai mặt cho các bác xem đây các bác nhé, rất là mới luôn, đo size cho bác xem nhé. Này chắc khả năng 50, 51 gì đấy, giống là nhìn bé. Con này là 50,5, 50,5 các bác nhé, đây tâm nhé, đây tâm cổ 50,5, 51 các bác nhé, chúng cứ cho 51 đi, nó là 50,5 thì cho 51 đi các bác nhé. Vai gióng ngang là 49, còn đến khóa bộ yên nó là 52 các bác nhé, khóa bộ yên 52, vai gióng ngang là 49,5. Bác nào mà cứ cao tầm khoảng 1m62, 1m63 thì đây là đi ok rồi các bác nhé, 1m62, 1m63, 1m63 đến tầm khoảng 1m72, 1m73 quay đầu. Yên quý tinh, cầu yên Binazino carbon. Đây các bác nhé, đây, chạy xe đây. Cực kỳ mới các bác nhé, đu rắc phun chạy cố hình đu rắc 9000 các bác nhé, xe rất là mới luôn. Này thì có gọng nước VDA đầy đủ các bác nhé, gọng nước VDA đầy đủ. Đấy, chạy cả vành nó đây các bác nhé, vành nó đây, đấy vành đây các bác nhé. Đó. Con này gần như phun carbon nó chỉ có ghi đông phun tăng thôi các bác nhé. Giấy tờ đầy đủ. Để đây không ai tính được quên mất. Biết sao nào nó xem nào. Em cái cùng tiếp trước không? Tiếp theo. iPhone này thì không đi kiểm tra. Hoặc là không có hàng hóa bên trong này kèm theo của họ.
yên yên khả năng có yên Scott này. Khả năng con này Scott yên Bronovo như mới tinh thôi nhé, phần này xích nhẹ tí tẹo ở phần đầu yên rất đẹp luôn, yên Bronovo chân trống chúng ta không một linh đúng rồi, có một con Turing các bác nhé, khả năng con này con BNC BNC Sport 4 phải, em có mua một con BNC Sport 4 Beda gọt nước đúng, BNC các bác nhé, vành của BNC Mavic siêu nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ, cục vành rất là ngon luôn. Mavic chạy bằng đạn. Vành DG. Đúng rồi. Scott là thương hiệu đến từ Thụy Sĩ các bác nhé. Con này cũng dây đi âm sườn. Mày mò rất là đẹp. Đen trắng. Các bác có mua xe của em thì các bác cọc cho em ít tiền nhé, bác nào mà đồng ý mua thì phải cọc tiền cho em nhé. Hôm bữa là có mấy bác hỏi mua xe của em nhưng các bác đòi gửi xe đi không, và các bác kiểm tra ưng ý thì các bác mới nhận xe. Các bác như thế rất là khó mua online được các bác nhé, không thể mua được online. Từ khi những cái xe này giá trị của nó tầm khoảng hơn 1 triệu, 2 triệu, 2-3 triệu đổ lại thì người ta không bắt cọc, nhưng mà xe của bọn em còn có mình mấy 2 mấy triệu trở lên thì các bác không có, các bác bom một phát thì bọn em mất đi ship đi về một khoản tiền gần 1 triệu tiền ship rồi thì không ai ship xe cho các bác đâu nhé. Các bác muốn không mất cọc thì các bác ra cửa hàng gần nhất các bác mua thôi thì sẽ xem xe trực tiếp được. Còn các bác mua online mà không cọc thì không, rất là ít tiệm là nó không lấy cọc các bác nhé. Em phải khẳng định là không có tiệm nào luôn nó không bắt cọc, tiệm nào nó sẽ bắt cọc một ít tiền các bác nhé, gọi là đủ cái tiền ship đi không. Kênh của em thì bọn em bán lâu rồi thì các bác xem nó một thời gian là bác biết, bán hàng linh tinh không bao giờ hàng tồn tại bọn em lâu được nhé. Hàng copy thì nói hàng copy, hàng Scott này thì làm rất đẹp, không nó mỏng, khung thì rất đẹp luôn, mỏng khung, nó không làm hầm hố.
chạy cấu hình 1.5, 5.7 các bác nhé, 2 đĩa và 10 nít. Đấy, cấu hình thì nó gọi là tập trung thôi, được cái khung thì cực kỳ ngon, khung đời mới, giá thì rất dễ chơi cho các bác chơi đâu nhé, dễ chịu cho các bác chơi đâu. Con này đời cũng rất là cao, âm lượng toàn bộ hết rồi, xẻ như mới luôn các bác nhé, mới tinh luôn. Con này thì phun âm sườn hết rồi, phun carbon, phun cào, phun hết rồi. Rất đẹp luôn các bác nhé. Phô tăng ghi yên, ghi đông, cọc yên, đều là hàng của hãng Scott luôn các bác nhé. Cái dây cuốn cũng của Scott đang còn mới luôn. Xe này gần như là em thấy gần như nó không sử dụng, rất là mới, rất chi là mới luôn các bác nhé. Dây cuốn cũng của hãng Scott luôn. Này đặc trưng thì sức săn. Dây cuốn của hãng Scott luôn. Dây cuốn zin này mới. Giá vô cùng hợp lý cho các bác chơi. Không có một vết xước nào các bác nhé, như xe mới luôn. Con này chắc chủ nó treo trong nhà. Không có một vết xước nào các bác nhé, dây cuốn của hãng Scott nhé. Chủ mua chắc treo trong nhà không đi. Con này nó ngầm phanh, nó cầm ngầm phanh gờ dưới gầm các bác nhé. Nó không bắt ở trên này, ngầm phanh nó bắt ra ngầm ở dưới này, dưới gầm này, không có một vết xước nào đâu. Con này thì hình như là em mua nó không có giấy tờ thì em xem này. Con nào em bảo có giấy là có giấy các bác nhé, nhiều con em không có giấy các bác cái đòi giấy thì không biết em mua đâu ra được, làm giả thì làm giả được thôi nhưng mà không uy tín, không bao giờ em làm. Con này bác nào có điều kiện mua nâng cấp lên này, được giúp cao cấp thì cực kỳ ngon. Khung của nó con này rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Các bác mà đi tập dục bình thường thì đi 1-5 năm là 8 là tương đối ok rồi các bác, tương đối là ngon. Thì các bác gọi là đua đòi các bác có điều kiện này, nâng cấp lên thôi chứ. Không có một cái sơn nào các bác nhé, như một con xe mới luôn. Đây, giới thiệu con này con Scott đến từ thương hiệu của Thụy Sĩ các bác nhé. Đấy, rất đẹp, không có một cái sơn luôn, cực kỳ đẹp luôn. Dây cuốn của Scott, phô tăng ghi đông, cầu yên của Scott hết, 2 đĩa và 10 nít. Đó sai cho các bác tham khảo nhé. Đây, yên đây, bộ logo các bác nhé. Con này size 52 các bác nhé, ngang 52, đây, ngang 52 các bác nhé, đấy, ngang 52, đứng 49 đến khóa cổ yên nó là 53 các bác nhé. Bác nào cứ tầm khoảng 1m66 trở lên, đấy, 65-66 trở lên là đi ok các bác nhé, tem của Nhật, là đi ok các bác nhé, sửa có, không có một vết xước nào, cam kết cho các bác nhé, không có một vết xước nào đâu, như mới. Cổ yên của nó đây các bác nhé, cổ yên này carbon. Đấy, cái phần yên này có sức tí xíu ở đây các bác nhé. Yên bằng logo rất là đắt tiền, đẹp. Đấy, bắt được kết thì alo cho em nhé. Con này thì nó có vọng nước bên đây để bạn em xem nha các bác nhé. Vành của nó đây các bác nhé, vành Mavic. Vành Mavic. Ừ, nó mất cái vành nữa nhỉ.
Đây các bác nhé, mày siêu nhẹ luôn, cầm này cầm dê. Túi nổ các bác nhé, mày là sản xuất tại Romani thì phải này, mày sản xuất tại Romani các bác nhé, đấy, đó là kết để alo em nhé, đây, con này là con viên chim, đây, giấy tờ đầy đủ các bác nhé, giấy tờ đầy đủ. Gọng nước đây các bác nhé, nước ti bẩn ngay cửa xe đây, gọng nước ti bẩn cho mình chiếc touring thì xem chiếc này các bác nhé, con này tháo nó mất cái đùi rồi nhỉ, tháo nó mất cái đùi rồi, đùi trái nó bị vướng như này, để hết tháo để đâu đây, nhớt rổ nó ra nhiều quá, tháo đùi đâu rồi không thấy được đây. Cái này càng trước càng sau nó là carbon, carbon oxide box 4 các bác nhé. Càng trước càng sau nó là carbon. Bây giờ những cái dòng mà sửa bot 4, sửa bot 5 như thế này bây giờ đi tìm thì rất là ít. Thì ít hơn này để kiểu gì vậy nhỉ? Bẻ cổ cái này vậy. Này nó khô tăng của nó, khô tăng gật gù rồi các bác nhé. Khô tăng gật gù. Quá tháo thôi, cái công tháo là mất rất mất nhiều thời gian. Đấy, càng sau cũng là carbon. Chỉ có đời sửa bot 4 sửa bot 5 này nó mới càng trước càng sau carbon thôi các bác nhé. Đồ hồ tắc kè quá.
kỳ mới rồi các bác nhé. Chưa đến vết xước. Này vết bẩn rồi các bác nhé, chưa có xích sát rồi. Tiagra 2x10 các bác nhé. Tiagra 2x10. 2 đĩa vào 3 đĩa vào 10 đít. Tương đối là cao rồi các bác nhé. Cấu hình trước nó rất là cao. Xe này như kiểu là chủ vừa đi bảo dưỡng về hay sao các bác nhé. Nên là mỡ rất là xích trong rất nhiều luôn. Như xe mới. Bác nào nhanh tay sở hữu chiếc này. Thì những chiếc này bây giờ cực kỳ là hiếm các bác nhé. Em phải nói là hiếm luôn, không phải là hiếm thôi các bác nhé. Trên thị trường nó gần như là tuyệt chủng luôn. Cái này nó có cặp tay nắm sừng trâu rất là ngon quá. Chất lượng. Tháo ra thì không còn xước mất. Để thật mà. Không có một cái xước nào các bác nhé. Bẩn. Kỳ mới luôn. Những dòng này bây giờ cho danh sách được gọi là hàng sưu tầm rồi các bác nhé. Đây là thuộc dạng hàng sưu tầm này. Đời mới ra thì nhìn nó không khôn bằng cái đời này các bác nhé. Không ngon bằng đời này. Đời này nhìn nó rất là khôn xe. Màu sơn nó rất là đẹp luôn. Rất là mới, không có sức sát gì luôn. Nói là em về được trước trước em hay về nhưng mà lâu nay giờ hiếm. Dòng này rất là khan. Không có một vết xước nào các bác nhé. Đấy, đây có cái vết này là vết bắt chân trống các bác nhé. Đấy, xe nào bắt chân trống hầu như cũng có vết đây. Bắt vào đây. Đấy, bắt nó sẽ cháy hết đi. Cái này có bên đan đầy đủ các bác nhé. Bên đan cộng nước đầy đủ. Lùi nó đây các bác nhé. Lùi để bên này các bác nhé. Bên đan xịn của nó này, rin nó xe này. Lùi nó đây các bác nhé. Đấy, đây. Bên đan cộng nước đầy đủ các bác nhé. Đó là nhanh tay alo chiếc này cho các bác nhé. 3 đĩa, 10 nít. Không có một cái xước nào đâu các bác nhé. Đồ xài cho bác thông cảm. Ngang 53,3 các bác nhé, 53,3. Đứng là vai nó ngang là 50. Còn đi bóng y 50, 53. Bạn là cứ tầm khoảng 1m65 cho 6 nên đi ok rồi các bác nhé. Đấy, 65 cho 6 nên đi ok rồi. Phô tăng gật gù các bác nhé. Phô tăng gật gù. Đây, bấm xả đang mới tinh, không sức sát gì các bác nhé. Con này có cái cặp tay nắm sừng trâu cực kỳ ngon. Rất là ngon rồi.
hộp trước hộp sau carbon 3 đĩa và 10 lít. Em bắt đầu kết thẻ đồ em nhé. Con này có giấy tờ bác nhé, con xe này có giấy tờ, con sợ có mà chắc không có, em nhớ là hình như không có. Vành ở đây các bác nhé, vành là vành của BNC đây, vành cũng là của BNC thôi, vành cũng là BNC. Các bác nhé, vành BNC, lốp rim theo xe các bác nhé, lốp rim theo nhà sản xuất, Continental, Mayer Tiagra luôn các bác nhé, bạc này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lít các bác nhé, 10 lít, BNC các bác nhé, đây cũng BNC này, bác kết thúc rồi em nhé, con Scott không có giấy tờ các bác nhé, con Scott thì không có giấy tờ. Cùng phát đi. Bao nhiêu phút ạ? 46. Đây. Đây rồi. Cùng mua cho các bác xem. Bao nhiêu ạ? Cần tháo vào hết cho khả năng con này còn ăn cho thì phải cũng ăn cho đây, con có cái túi các bác nhé, có cái túi đi theo xe, có cái túi này, túi bọc yên này. Đúng không, con này còn ăn cho các bác nhé, khả năng con này ăn cho, túi bọc yên. Yên Samoco mới tinh luôn các bác nhé. Quả yên rất là đắt tiền, ngon luôn. Yên Samoco này. Chân để chạy các bác nhé, chạy trong nhà này. Vành Shimano RS500, lốp Bridgestone, con này là Anser, thương hiệu của Bridgestone của Nhật các bác nhé. Vành Anser, vành sau. Như mới tinh các bác nhé, lốp như mới tinh luôn.
Suntour của Nhật. Ủ mới tinh luôn các bác nhé. Nó như gần như không chạy luôn. Đùi của nó này. Mới dã man luôn. Mới có vết xích vào đây thôi chứ gần như là không chạy. Các bác nhìn mới tinh luôn. À con này khả năng con Alan rồi các bác nhé. Nhớ là con này con Alan. Alan của Ý các bác, cổ các bác nhé. Hàng này bây giờ tìm khó tìm lắm nhé các bác nhé. Alan cổ. Này về toàn siêu phẩm các bác nhé. Toàn hàng hiếm. Toàn hàng độc. Bắt đầu thích xe cổ là Alan là thương hiệu là vô cùng nổi tiếng các bác nhé. Nó chỉ thua thằng Colgo một chút thôi. Nhớ nói về xe cổ. Cái thằng Tomasini thua mấy thằng đấy rồi. Còn lại là rất là nổi tiếng các bác nhé. Đấy, đúng Anna không? Đúng rồi. Con này em mua ở đâu gốc không? Để mua nhớ không nhầm này phải, phải cách đây phải tháng, hơn tháng rồi. Cùng với con bot này chia kia. Hai con này mua cái này phải hơn tháng rồi, giờ xe về Việt Nam rất là lâu. Nó ở cái tỉnh, cái đảo rất là xa của Nhật. Ship đến kho ống hàng rất là lâu. Cả hơn một tháng chờ xe về Việt Nam. Cực kỳ lâu. Này nó bắt giao dịch tại nhà nó bên Nhật. Làm việc khó cũng ship xe. Thằng em nó phải thuê thuê người bạn nó gần đấy, nó lên nó lấy cho. À là thu dù mới tinh con xe này. Biết ngay nhìn nó rất là mới luôn. Thằng chủ nó bán con xe này, nó để trong nhà, nó treo trong nhà gần như nó không đi các bác nhé. Thì cái mùi nó có biết là độ mới nó khủng khiếp luôn này. Rất là lâu năm rồi mà nó còn mới như thế này là không phải đơn giản các bác nhé. Mua nó treo đôi khi nhiều giờ người ta mua nó treo trong nhà thôi, thế nào vật trang trí thôi. Nhìn mũi tinh này. Có một cái bơm nó còn của nó nhé. Đó, bơm của nó đó. Bơm cho xe vẫn đang còn luôn. Bơm cổ của bác nhé. Bác nào phải am hiểu về những cái dòng này thì mới nên chơi. Con này nó chạy full cấu hình Suntour của Nhật hết các bác nhé. Đấy, group thì của Nhật, còn bộ khung này là của Ý. Khung này của Ý. Đấy, rất là mới luôn. Khung Alan. Để bây giờ tìm được một chiếc mà nó thật sự nó mới như thế này rất là khó luôn các bác nhé. Kể cả hàng cũ bây giờ cũng rất là hiếm luôn. Mà nó độ mới như thế này là rất là ít, gần như không có. Có này thì bên Việt Nam người ta hoặc là hàng bãi người ta về người ta tút lại. Sơn dặm tút lại, em cam kết là green 100% luôn. Sơn cam kết cũng bác luôn. Bác có hiện được em sơn nào là em đền tiền cho bác luôn các bác nhé. Đói con xe này là thiếu mỗi cái thùng rồi các bạn, như một con xe mới vậy, cổ của nó mới như thế này, quá dã man luôn. Xe đời mới mà nó mới thì nó chuyện bình thường, cái cổ của nó mới như thế này này, phải nói là thiếu. Xích của nó, các bác nhìn xích của nó nhé, đấy, gần như là chưa chạy này, gần như là chưa chạy luôn các bác nhé. Xích cũng của Suntour, của Nhật luôn các bác nhé, xích Suntour này đồng bộ với Bugaroo nhé. Này chủ này nó mua nó treo trong nhà nó không đi. Nó mới khủng khiếp luôn. Và cái màu bạc này thì các bác có ngã như là thì cũng rất nộ. Nộ như màu bạc các bác, màu xe khác các bác nhé. Đấy. Quần jean nguyên bản trong xe. Đây quần jean này. Đây quần vải. Cái cuốn này thì bền thôi rồi, những cái dòng cổ hồi xưa đấy thì có thôi các bác nhé. Cái cuốn vải, cái cuốn vải hồi xưa cực kỳ chân luôn.
nhà thôi. Nguyên cục rút là của Xuân Tua hết các bác nhé. Xuân Tua hết, chỉ là cái phần con cóc này cũng là của Xuân Tua các bác nhé. Đấy, tay nắp cũng của Xuân Tua hết. Thật sự luôn. Này, cái size bé thôi. Cái size cực kỳ bé. Đây, em giới thiệu các bác nhé. Đây, con này con Alan, Alan cổ của Ý các bác nhé. Alan cổ của Ý. Zin nguyên bản 100% các bác nhé. Đấy, riêng bằng 100%, khung Alan cổ. Cái khung này thì sản xuất một năm 8 mấy các bác nhé. Xuân Tua của Nhật, xích cũng Xuân Tua luôn. Xe gần như không có một cái xước nào. Có cái phần tem này, tem dán này. Cái này là tem dán các bác nhé. Còn cái logo của nó là A, của Alan này này. Đấy, có mấy bông hoa đây các bác nhé. Đấy, logo của nó đấy là phanh Xuân Tua. Còn cái phần này thì em không để ý nó là cái tay nắp nó là cái gì đây. Bóp phanh, đây cái phần này. Đây của Xuân Tua các bác nhé. Đây bên là kết thì anh nói mấy đo size các bác tham khảo. Cái này rất là bé, size bé rồi các bác nhé. Size có 48 rồi các bác nhé. Đấy, 48 rưỡi. Ngang 48 đến 48 đồng bộ luôn các bác nhé. Đấy, ngang 48 đến 48 48 rưỡi. 48-49 gì đấy, các bác nào cứ tầm khoảng 1m5 thì lên đến 1m65 là đi ok rồi các bác nhé. Đấy, 55 đến 1m65 là đi ok. Size cực kỳ hiếm luôn, size cổ mà size hiếm như này rất in luôn các bác nhé. Ở bên này đây. Không, gần như xe mới luôn các bác nhé. Như xe mới luôn. Bác kết thì alo em nhé. Cầu vành nó đây. Nó đang dùng cái vỏ này, vỏ dán các bác nhé. Bác nào không thích vỏ dán thì có thể chuyển sang vỏ vỏ ấy được các bác nhé, thay cặp niềng này. Đấy. Này nó đang, hiện tại nó là vỏ dán, vỏ đang còn rất là đẹp. Vỏ dán là các bác biết chơi thì đi rất là êm và sướng. Đổ keo vào đây thôi, bơm keo lên là đi thôi. Đấy. Như mới tinh. Vành là vành Camba này. Vành Camba. Cái má vành này Camba. Còn cái đùm nó cũng của Xuân Tua của Nhật luôn các bác nhé. Đùm này Xuân Tua của Nhật. Đấy. Đùm Xuân Tua của Nhật. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 níp các bác nhé. Níp như mới tinh này. Níp Xuân Tua luôn. Đồng bộ của hãng Xuân Tua. Có cái cặp niềng này, niềng Camba. Nốt này đang như mới tinh này. Bác nào không thích thì thay cặp niềng lên là ok, là chạy các bác nhé. Vỏ dán này thì cũng rất là mềm. Lâu lâu là có rất hay thay vỏ dán thôi. Dán này bây giờ nó có cuộn keo dán rất là dễ các bác nhé. Các bác dán muốn xung quanh về là mua cái nốt này về các bác đặt lên đơn giản thôi. Mai ơi, cái này cũng quả Xuân Tua luôn này. Xe đúng như mới tình luôn. Mấy ông Nhật này đi một gì một cái dã hoa này. Yên Samoko này. Đây còn cuối cùng của bác nữa. Còn là còn cuối cùng. Đây là đồ đầy đủ của bác nhé. Đi đang cổng nước đầy đủ. Đấy,
xe vì đang có nước đầy đủ các bác nhé. Em quay nhanh thôi. Mới tinh luôn, từ 1.5. Chắc còn ăn chưa? Chắc ăn chưa? Còn lại phun carbon, chạy cố định 1.5, 5.007, 2 đĩa và 10 lít. Các bác nào đang xem kênh của em mà chưa đăng ký kênh thì xin mời các bác ủng hộ em đăng ký kênh của em các bác nhé. Kênh của em phát triển, em mang được nhiều xe về phục vụ cho các bác hơn. Đây có một cái chuông rất là to. Ancho Vietto của Nhật. Khung carbon. Giá thì chỉ hơn 20 triệu thôi các bác nhé. Hai mấy triệu. Xem UCG đầy đủ các bác nhé. Không có một vết xước nào đâu các bác nhé, như mới tinh, quỳ đề rích này. Mới cực kỳ luôn. Ancho RS8. Còn lại trước em về mấy chiếc như thế này. Ancho RS8. Dây cuốn này có xước rồi, bác nào mua thì em sẽ cuốn lại nhé, dây cuốn chính hãng. Dây cuốn này có xước đây rồi. Dây cuốn thì nó không quan trọng lắm đâu các bác nhé, tay nắp còn chưa nột cái dây dán ni lông đâu các bác nhé, không có một cái xước đâu, cả hai bên chưa nột dây dán ni lông đâu.
không có viết xương, nó siêu phẩm máy tinh. Con này khả năng chất xay bé bé này, này tem an ninh của Nhật đang còn này. Em giới thiệu các bác con này là con Ancho thương hiệu của Nhật các bác nhé. RS8 khung càng carbon, chạy có hình 1.5 5.7 các bác nhé. Hai đĩa và 10 nít. Tay nó không một vết xước nào luôn. Cả xe không có một vết nào các bác nhé. Không có một vết xước nào. Đấy. Nó xay các bác tham khảo. Ngang 51 các bác nhé. Ngang 51 này. Ngang 51. Đứng đến vai trong ngang 46, em khóa của em 49. Bác là tầm 1m62, 1m63 thì nên là đi ok rồi các bác nhé. Em 1m72, 1m73 bên đầu. Đấy, xe thì không có bên trước này. Và đặc biệt là alo em nhé. Đây có vành Shimano rồi đấy. Video của em cũng hơi dài rồi. Em xin kết thúc video tại đây các bác nhé. Xin chào các bác nhé.